Cậu tính nướng mẻ bánh này hả? Không có. Chỉ là Tức là sao? Sao? nhưng mà để tôi tự làm được rồi. Mà thôi, để bữa khác làm cũng được. Phải nướng liền đi, bột mà để lâu nó sẽ bị hư hết. Cậu không muốn biết là bánh của mình sau khi nướng sẽ như thế nào sao? Rồi còn thành phẩm cho cô Mi kiểm tra nữa. Nè, chú đừng có tưởng là... Nè, tôi biết cậu đang muốn nói cái gì, nhưng mà tôi chỉ muốn giúp cậu với tư cách là người đi trước thôi. Vậy được chưa? Cái tiếng gì vậy? Nó nổ ở đâu vậy? Ông ơi, hình như là nổ vào làm bánh đó. Đi coi thử coi sao. Trời ơi. Nguyễn ơi, mình đi được chưa? Cô có sao không? Dân ơi, chị Dân ơi, chị Dân. Dạ dạ. Chị. Dạ cậu. Ủa chị, hôm nay ai lau dọn bàn thờ của má tôi vậy? Dạ tôi. Tôi lau bụi, tôi lau khung hình, rồi cái tôi chưng trái cây với bông đồ thôi à. Vậy chị có thấy cái gì lạ trong lúc lau dọn không? Dạ đâu thấy gì đâu cậu. Có gì hả cậu?
Dạ không có gì. Thôi chị đi làm tiếp đi. Dạ. Cấp cứu bác sĩ ơi. Bị sao vậy? Dạ, nó bị phỏng. Nó bị phỏng bác sĩ. Dạ. Thôi, dạ, mau đi vào trong, mau lên. Dạ, dạ. Con nè. Dạ. Đi đóng tiền viện phí, lo giấy tờ, nhanh lên con. Dạ. Uổng sao vậy ta? Tại sao thằng Vinh nó lại xô sức như vậy? Hồi nào tới giờ nó là người kỹ nhất trong tiệm mình mà. Dù gì đây cũng là hên đó. Lúc tôi nghe nổ cái đùng, tôi tưởng là có người chết không đó. Vậy mới nói chứ. Ờ, mà nè, nói gì thì nói, thằng Nguyễn đúng là tai họa luôn đó nha. Từ lúc mà nó tới đây cho tới giờ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Cái lò này nè, mà bây giờ mà phải thay lại là biết bao nhiêu là tiền. Trời ơi là trời, rồi còn phải dọn dẹp nữa. Cái tiệm này mà dọn dẹp á là hết nguyên một ngày. Rồi phải sửa chữa lại máy móc nữa. Thiệt là khổ vậy đó. Sửa hả? Chứ sao? Ủa, chị nghĩ nó còn sửa được hả? Chị chờ nó cháy cho tới khi nào thì chị mới mua cái mới đây. Ủa, chú có biết là đầu tư một vàng máy như vậy á là tốn biết bao nhiêu tiền không? Rồi còn phải sửa chữa sơn sửa lại cái phòng. Rồi còn phải sửa chữa các thiết bị máy móc. Trời ơi, biết bao nhiêu là tiền. Tôi đâu phải là đại gia đâu. Nhưng mà cũng phải đầu tư lại cái mới chứ. Thôi bây giờ vậy đi, cái gì cần thiết lắm thì làm trước, còn cái nào sửa chữa lại được á thì sửa chữa lại nha. Dạ. Còn thằng Nguyễn nữa, không biết nó có bị làm sao đây nè. Ê, năm nay không hiểu sao mà bị xui quá trời à. Đủ thứ chuyện hết. Còn con My nữa, giờ lại còn chưa gọi điện thoại về báo cho mình biết nữa. Ủa ba, ba ở đây làm gì vậy? Ba về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây á để tụi con dọn dẹp được rồi. Là lỗi của tôi. Lần nào trước khi sử dụng lò nước, tôi đều kiểm tra van ga rất là kỹ. Nhưng mà lần này đột nhiên tôi không kiểm tra. Không ngờ để xảy ra chuyện. Không phải lỗi tại chú. Chuyện này không có ai muốn hết. Chỉ là tai nạn thôi. À, dạ thưa bác sĩ, thằng nhỏ nó có sao không bác sĩ? Bây giờ thì không sao, mấy vết phỏng chỉ bị ở ngoài da thôi, nhưng nghiêm trọng là đôi mắt. Mắt? Vì mắt của cậu ta bị tổn thương do sức nóng và ánh sáng khi bị nổ. Mức độ tổn thương như thế nào, có nguy hiểm hay không? Thì bây giờ phải đưa anh ta xuống ngay bệnh viện chuyên khoa về mắt để được kiểm tra và điều trị cho chắc chắn. Cảm ơn bác sĩ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Dạ, tôi xin phép. Ủa, bác sĩ hả bác sĩ? Bác sĩ ơi, khi nào mới tháo cái băng này ra được vậy? Khó chịu quá à. Ngày mai gỡ ra được không vậy bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Ủa, nhóc hả? Ừ. Làm gì im lặng dữ vậy? Làm tưởng bác sĩ chứ. À, biết rồi, tại sợ phải không? Sợ gì chứ? Thì thấy tôi băng mắt vậy nè, giống hiệp sĩ mù nên sợ. Đừng có lo, ngày mai tôi tháo băng ra rồi, mắt tôi trở lại bình thường à. Ủa, mà nhóc đi mình hả? Còn ai nữa không vậy? Có chú nữa nè. Ủa chú Mừng hả? Giờ mấy giờ rồi ta? Sao chú không mở tiệm làm bánh?
Làm gì vậy nhóc? Bác sĩ nói phải chuyển anh xuống thành phố á. Hả? Xuống thành phố hả? Xuống thành phố làm gì? Rồi ai ở đây coi tiệm? Bác sĩ nói nên chuyển lên chuyên khoa mắt để được đảm bảo. Với lại không biết là chỉ bị phỏng thôi hay võng mạc bị tổn thương nữa. Hả? Bác sĩ nói vậy hả? Rồi ổng đâu rồi? Ổng băng mắt chặt gần chết, khó chịu quá à. Nói ổng tháo băng giùm tôi coi. Không có được tháo. Không được tháo. Lu bu quá à. Mình chỉ mắc cái gì chứ? Mắt người ta có bị gì đâu. Không tin hả? Tôi tháo ra cho coi nè. Không có được tháo, anh điên hả? Trời ơi, nhóc này. Nè, không có được tháo ra. Buông ra đi, tôi đã nói là tôi không sao mà. Trời ơi, cái thằng này sao con cứng đầu quá à. Nguyễn. 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 Nguyễn à. Nguyễn. Nguyễn à, bình tĩnh lại. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bình tĩnh lại. Nguyễn à. Bác sĩ. Nhanh lên. Bác sĩ. Bình tĩnh lại. Chuyện là sao vậy? Là nó tự tháo băng ra đó thưa bác sĩ. Bác sĩ à, làm ơn. Bác sĩ, đi một liều thuốc kháng sinh. Dạ. Bác sĩ, bác sĩ, mắt tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Sao tôi mở mắt ra không được vậy bác sĩ? Mắt tôi đau quá. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh lại đi. Bây giờ thì vẫn chưa nói được điều gì hết. Cậu hãy nghe tôi, cậu phải xuống bệnh viện mắt của thành phố để kiểm tra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Alo, tôi nghe. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền như lời đã hứa. Như vậy vẫn chưa đủ. Lần này anh phải hứa với em, dù có phải liều cả mạng đi chăng nữa, anh cũng phải ngăn chặn thằng nhóc đó cho em. Anh hiểu chưa? Huy, anh chấp nhận làm những việc mạo hiểm, thậm chí là dứt bỏ mạng sống và lòng tự trọng của mình, tất cả cũng chỉ vì em và con mà thôi.
Bà tưởng bà làm như vậy thì tôi sẽ sợ sao? Bà lầm rồi. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi bà chút nào hết. Bà thì đã chết rồi, tôi thì vẫn đang sống. Cho nên bà không thể ngăn cản tôi được đâu. Tôi sẽ không lùi bước. Bằng mọi giá, tôi sẽ khiến cho Gia Bảo, con trai của tôi, sẽ trở thành người thừa kế duy nhất trong ngôi nhà này. Bà cứ chờ đó đi. Cô Lan Anh ơi! Cô Lan Anh! Dạ. Dạ. Có chuyện gì vậy cô? Chuyện gì nữa? Tiền cọc đâu? Rồi tiền nhà tháng này của cô đâu con? Dạ. Trời ơi! Cô biết con là sinh viên, cũng khó khăn. Nhưng mà cô sống bằng cái tiền thuê nhà mà. Mà con không trả tiền nhà cho cô thì cô phải làm sao đây? Cô ráng cho con thêm một tuần nữa nha. Con hứa là tuần sau con sẽ trả đủ cho cô. Một tuần đó nha. Con hứa đúng một tuần đó nha. Một tuần nữa phải có tiền cho cô nha. Dạ. Đi uống nước với tôi. Dạ em chào anh chị. Em mời anh chị. Nghe nói má tôi tới bệnh viện gặp cô. Đó là thói quen của nhà anh hả? Gặp chuyện gì thì cũng đều lấy tiền ra giải quyết. Bây giờ anh tính làm sao? Anh tính làm gì cho tôi trước? Hả? Anh mua quần áo cho tôi, anh cho tôi tiền xài, hay là thanh toán tiền nhà cho tôi đi. Lần này anh đã nói sẽ cho tôi tất cả mọi thứ mà. Cái đó còn phải tùy thuộc. Cô cho tôi được cái gì? Một nụ hôn hay là một đêm đáng nhớ? Anh tầm thường quá vậy. Chỉ cần một nụ hôn hay một đêm ngủ chung thôi hả? Nhưng tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng như vậy là anh có được tôi. Thực ra một đêm hay một nụ hôn cũng dễ thôi mà. Cái gì? Mấy chuyện đó thì rất dễ, nhưng mà để thích anh thì anh đừng có mơ. Cả chuyện thay đổi trái tim tôi, bắt buộc tôi phải yêu ai, thì tôi nghĩ là anh nên bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu mà anh cố làm như vậy thì chỉ tốn công vô ích thôi.
và anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Giờ thì sao đây? Chúng ta làm gì trước? Một nụ hôn hay là... Không, cô không hay ho như tôi nghĩ. Cô nói chuyện này dễ lắm mà, nói được mà không làm được à? Tôi biết ngay thế nào cũng bị cho ăn tát mà, xém một chút nữa là bị cô lừa rồi. Lần sau cô muốn đóng kịch trước mặt tôi thì cô phải tập luyện cho thật vô, chứ để nửa chừng tôi biết được á, quê lắm, hiểu chưa? Anh đúng là đồ tồi. Có bạn nghĩ bán nè, sao nghỉ lâu vậy ta? Chắc nghỉ để sửa chữa hay gì á, nghỉ đến 3 ngày lận. Vậy thôi đi về. Bà nói sao? Có người cắt dây ga mới xảy ra vụ nổ hả? Nói nhỏ thôi. Bà nè, mà họ làm như vậy để làm gì? Làm gì thì phải tìm cho ra được người đó thì mới biết được. Nhưng cái quan trọng trước mắt là phải chữa khỏi mắt cho thằng Nguyễn cái đã, rồi mới tính tiếp được nữa. Dạ, con biết rồi.
Cái gì? Vậy là có người cố tình phá hả? Tôi nghe thầy nói rõ ràng như vậy với anh Mừng mà. Nhưng mà là ai? Ai là kẻ cố tình phá hoại tiệm bánh của mình chứ? Như vậy có nghĩa là người làm chuyện này có thể là người làm trong tiệm bánh của mình hả? Nhưng mà không thể nào. Không thể nào mà xảy ra cái chuyện đó. Thật sự khó hiểu. Thiệt, trong đầu tôi không dám nghĩ là người trong tiệm mình làm chuyện đó luôn đó. Nhưng mà mọi người thử nghĩ đi. Từ lúc mà thằng Hữu Nguyện nó vô trong tiệm bánh của mình làm, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chung quy tất cả cũng là tại nó mà thôi. Chắc không phải đâu. Nói vậy cũng tội nghiệp cho thằng nhỏ. Chị, bây giờ Nguyện đang ở đâu vậy chú Phúc? Tôi không biết. Mà nghe nói hình như là bữa nay nó từ bệnh viện trở về đây đó. Mà tại sao tới giờ này vẫn chưa có mặt? Mọi người có biết tại sao không? Đó đó đó. Cái thằng này đúng là kỳ lạ luôn đó trời. Lúc ẩn lúc hiện. Nhiều lúc nó suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, hay nó ở đâu á, không ai biết luôn á. Để tôi giúp cho. Buông ra đi. Tôi tự làm được. Cẩn thận đó. Tôi đã nói là buông ra mà. Tôi tự làm được. Cô cứ đứng đó đi. Xích qua bên trái. Hai bước. Bước nữa. Ây da. Đấy. Cô buông ra đi. Tôi đã nói tôi không cần mà. Qua bên trái hai bước. Đây nè, tay nắm. Cô làm gì vậy? Sao tự nhiên nắm tay tôi? Tôi muốn chỉ anh là cái tay nắm nó nằm ở đây nè. Xuống nữa, xuống nữa. Xuống, 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 xuống. Đó đó. Tôi biết là nó nằm đây chứ bộ. Nè, mai mốt á, đừng có nắm tay tôi nữa nha không? Gặp tôi á, chứ người khác là hiểu lầm đó. Nè, cấm cô nhìn lén á. Tôi không thèm nhìn lén anh đâu. Ê, nè nè nè, toilet nhỏ lắm đó, đi cẩn thận nha. Ây da. Anh Nguyễn, anh Nguyễn. Anh bị té hả? Anh cứ làm sao không anh Nguyễn? Anh Nguyễn. Chưa nói hết câu là bị té rồi, thấy không? Ra đây. Cô ồn ào quá. Lẹ lên. Trà My, cô thấy tôi vô dụng lắm phải không? Sao anh lại nói như vậy? Mắt của tôi lỡ như bị luôn thì sao đây? Lỡ không thấy đường nữa thì sao? Cả chuyện đơn giản như vậy mà tôi cũng không làm được thì tôi sống để làm gì? Không có chuyện đó đâu. Anh đừng có nghĩ như vậy. Mắt anh rồi sẽ hồi phục mà. Phải tin như vậy chứ. Cố lên, cố lên nha. Nha. Hôm nay có thư không chị Dân? Dạ có cô. Bộ cô chờ thư ai hả? Sáng giờ tôi thấy cô bồn chồn dữ lắm á. Làm gì có. Chẳng qua tôi sợ là giấy tờ quan trọng của công ty bị thất lạc thôi. Dạ. Chị đi làm việc của chị đi. Dạ.
Mi, thằng Nguyễn sao rồi con? Hả? Con cũng biết nữa, con khuyên hoài mà anh không có chịu đi khám. Trời đất ơi, cái thằng này, cái gì mà kỳ cục vậy? Đã bệnh thì phải đi khám chứ, để lâu ngày nó bị biến chứng hả, là hư luôn con mắt thì sao? Con cũng biết vậy, nhưng mà nói quá trời rồi, anh cũng không chịu đi, chứ con cũng hết cách. Bây giờ làm sao nữa? Bây giờ ép nó, bắt nó lên xe, trói nó lại đưa nó vô bệnh viện, làm cho người ta phải lo lắng không hả? Thôi má cũng đừng cằn nhằn nữa, con nghĩ chắc ảnh sợ gì nên ảnh không dám đi á. Trời, sợ là sợ cái gì chứ. Bây giờ á, kiếm người nào thân với nó, người mà nó quan tâm á, kêu người ta nói một tiếng là nó nghe chứ gì, đúng không? Kiếm ai bây giờ? Ngay cả ông ngoại nói mà anh Hữu Nguyện còn... Con đã có cách. Cách gì vậy? Cách mà má vừa nói với con đó. Mà ê, tôi mới đặt hai cuốn sách Mẫu Bánh của Pháp về đó, cho anh một cuốn nè, không có rẻ đâu nha, mai anh trả tiền lại cho tôi á. Nè, cô tính cho thằng Đuôi coi hình hả? Thì để dành, nay mai tháo băng ra rồi coi, đẹp lắm á. Lỡ nay mai cũng chưa thể tháo băng được thì sao? Vậy coi như là bỏ phí một cuốn sách rồi. Khùng. Thì bởi vậy đừng có để uổng tiền, đi khám đi, khám thì mới biết được chứ. Thôi cô đi ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi. Nè, anh đừng có vậy mà. Bây giờ phải làm sao thì anh mới chịu đi khám đây hả? Nè, đây là phòng đàn ông con trai, mà sao cô cứ tự tiện ra vào hoài là sao? Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Hay là tôi kêu Lan Anh tới nha. Chẳng phải anh muốn gặp cô ấy hả? Không. Tôi biết là anh hứa với anh Quân á là ông mới gặp Lan Anh, nhưng nếu tôi là người gọi thì đâu có phạm luật đâu, đúng không? Nè, cô khùng thì cô khùng vừa vừa thôi chứ. Tôi đã nói không rồi mà. Cô mà kêu Lan Anh tới đây là tôi bỏ đi luôn đó. Chứ không phải người lúc này anh muốn gặp nhất là Lan Anh sao? Cô, bây giờ tôi không muốn gặp ai hết. Cô đừng có lộn xộn nữa, cô đi ra ngoài đi cho tôi ngủ. Cái tên này. Nguyện ơi, phải chi có bạn ở bên cạnh mình lúc này. Cái gì? Chỗ của Lan Anh để làm gì? Bữa trước Lan Anh để quên đồ ở trong phòng tôi, cho nên tôi muốn gặp để trả đồ mà. Quên cái gì vậy? Quên đồ phụ nữ. Đưa đây trả cho. Đã nói là đồ phụ nữ, sao đưa cho anh được? Chứ không phải là thằng Nguyễn nó nhờ gặp sao? Anh Nguyễn không có nhờ, mà thật sự là anh ấy không nhờ, mà tự ý của tôi, được chưa?
Anh có thể chỉ chỗ của Lan Anh cho tôi được không? Thằng đó cũng nhiều trò quá ha. Giờ lại còn xa cách này nữa. Nè, anh đừng coi thường ảnh nha. Ảnh không phải là loại người như vậy đâu. Nhưng chẳng qua tôi muốn tìm người kêu anh đi chữa mắt thôi. Chứ chẳng lẽ anh đến mù luôn sao? Tại sao tôi phải lo chuyện đó? Nè, anh có phải là con người không vậy? Con người thì phải có lòng thương chứ. Anh thấy người ta hoạn nạn như vậy mà anh không có lòng giúp à? Không, đó không phải là chuyện của tôi. Thôi mà, coi như tôi năn nỉ anh lần này được không? Chẳng lẽ đường đường chính chính là quân tử, anh không thể ra tay giúp người ta lúc này sao? Chẳng phải anh luôn muốn ảnh khỏe sao? Ảnh khỏe lại thì anh sẽ có đối thủ để thi cùng. Như vậy thì chẳng phải thú vị hơn sao? Không có đối thủ thì đâu có vui. Hả? Như vậy thì sẽ công bằng hơn. Có qua có lại. Sau này anh cần giúp gì thì tôi sẽ giúp anh nha. Thì không? Dạ cô ơi, thư của cô nè. Để trên bàn đi. Dạ. Còn mấy thư này của cậu để tôi đem lên phòng cho cậu nha. Không cần đâu, cứ để hết trên bàn dạ, đi. Dạ, hình như là thư của đối tác làm ăn gì mà cô. Tôi đã nói rồi, để hết lên bàn đó cho tôi. Chị đi làm việc của chị đi. Dạ.